dạ em xin chào tất cả các bác các anh chị em những người đam mê xe đạp yêu thích bộ môn đạp xe đạp cũng như những ai đang muốn tìm và mua cho mình một chiếc xe đạp thể dục thể thao ưng ý phù hợp với bản thân quan trọng nhất vẫn là chiếc xe đó còn phải thật sự là chất lượng phù hợp với túi tiền và kinh tế của mình bỏ ra các bác nhé hôm nay em xin phép em úp lên một chiếc xe đạp thể thao thuộc dòng xe đua xe rốt xe tay cong thật sự với các bác các bác nào mà đã xem video ở trên kênh của em rất nhiều rồi và lên được một chiếc check hãng check bản SLR 9 Đây nó gọi là bản gần như cao cấp nhất của bản Emonda SLR 9 rồi. Đây là khung nha các bác nhé. Khung là của bản Emonda uh, SLG9. Hiện tại trên thị trường đang bán nếu chiếc xe đó nó kèm với cấu hình group như trên hình ảnh ở trên web các bác có thể lên tìm hiểu. Các bác đánh cứ đánh chữ check Emonda SLR 9 ra là các bác biết luôn. Giá hiện tại là 295 triệu. Đúng luôn, với cái khung như em đang quay đây. Nhưng chiếc xe em đang quay đây thì em cũng giới thiệu các bác rằng đó là bản copy thôi, bản 11 một một. các bác nhá, bản copy 11 một một. nhưng chất lượng của nó thì em cũng nói luôn với các bác một điều rằng bản chính hãng nó được 10 thì bản 11 một một này ít nhất nó phải được 7 đến 8, có thể là 9 bởi vì nó làm chất lượng của nó cực kỳ tinh xảo và tuyệt vời. À, nó tinh xả và nó ok như thế nào thì nó cũng thể hiện rõ trên cái video này em sẽ quay từng chi tiết nhỏ nhất giới thiệu đến cho các bác biết nói chung là chiếc xe này nó còn rất là mới và chất lượng đồ của nó em khẳng định với các bác kể cả là bản copy tìm được một chiếc thứ hai trên thị trường cũng rất là khó hiện tại em cảm em khẳng định các bác hiện tại ở việt nam mình cái bản 11 mà để mà emonda 9 này ở việt nam đây là chiếc duy nhất cấu hình của nó cực kỳ chất lượng xe được trang bị cấu hình Simalo Japan nhé của Nhật đó là bản GRX đấy các bác chơi xe lâu năm các bác biết rồi dòng GRX này nó là dòng cực kỳ trâu bò có nghĩa là dòng này nó dòng để dùng cho những cái gọi là các bác đi những các cung đường nói chung so với uh, những cái dòng Simalo ví dụ Utega một nẻ chẳng hạn này nó chỉ dùng hài hòa mượt mà trên các cung đường uh, đẹp còn cái dòng này kể cả các bác chinh chiến những cung đường xấu gồ ghề cái dòng này là cực kỳ khỏe Đó, đó là bản uh, Simalo Shimano GRX nhá Hàng Japan luôn Cái bộ group này thì các bác mua trên thị trường không có rẻ đâu Bản rẻ nhất của nó là 500 đô Đây là bản uh, 400 nhá Lip 10 Đi 2 Đó mới hay không thì các bác nhìn đấy ạ Từ những trên tay này GRX này Tất cả từ lắp chụp cao su này Cũng cả Simalo này Tất nhiên nhá Xe đã qua sử dụng thì những cái vết xước nhỏ nhỏ trên xe không tránh được Và cái tay lái của chiếc xe này các bác nhìn này tay lái nó là của uh, hãng Talkshake nhá nhé, sách nó là thương hiệu của Mỹ, nó sản xuất tại Taiwan thôi. nhưng các bác nhìn những tay lái nó thời thượng chưa? tay lái là thiết kế đúng dạng nhiều đời mới luôn, modern chỉ có từ 2021, uh, 22, 23 đổ lên thì mới có cái thiết kế tay lái này. đây ạ. đến người chủ cũ người ta cẩn thận, ốc titan này, Đó. nó không được full hết đâu nhưng mà người ta cũng thửa từng con ốc lấy luôn. và tay lái carbon này là liền bốt tăng nhé. riêng cái tay lái không các bác mua không có rẻ đâu ạ, cũng phải vài triệu một cái tay lái này. Đó, dây thì thật ra là nhìn nó rất là gọn luôn này Đó, đây ạ, à, dây cuốn này Tay lái carbon, nói chung chất lượng lắm à, Đây ạ, à, tay lắc và tay phanh bên trái GPX đây Các bác nhìn này này Có thể trên video nó không được rõ ấy lắm đây Các bác nhìn em quay vẫn phải kỹ càng nhé Lắp chụp cao su này Nói chung là những trên những cái đỉnh chụp này nó hơi sứt sứt nho nhỏ Không cháy được đâu các bác ạ Này, các bác nhìn này Cái nghĩa biểu tượng của trách nhé Hàng chính hãng như nào, bản 11 Gần như vậy luôn Đây Cả một miếng nhôm đóng thẳng vào khung luôn Đó Càng trước bằng carbon luôn này Carbon luôn Đây Bản đích nhá D uh, IS này Đây Phanh dầu GPX này Đây Hàng Japan nó phải như này luôn này Con này nó đặc biệt quá Nó chất lượng quá Đem ra này Em phải uh, Quay rõ các bác nhìn này Shimano BR RX400 Japan này Đóng thẳng luôn vào Cái củ phanh nhá Đó Xe là trang bị trục bốt nhá Bốt trước bốt sau hết hàng đỉnh cao này thì những đời mới này thì bốt trước bốt sau hết luôn này nói chung nó chất lượng lắm đã bốt rồi thì chắc chắn nó phải là bọn mà bạc đạn các bác nhá chứ không có chuyện là bị rời bị giết gì đâu đây hàng kể cả là những cái hàng bản hồi một các bác nhìn đây ạ tem tiếc các thứ đầy đủ và đặc biệt cái vành này là vành ở đằng sau nó có hãng ở bà cái hãng trước của nó cái may trước của nó nhá là có bản gd r 310 đó vành và may ơi là cùng một hãng luôn là cái vành này là cao của nó, nó tầm khoảng nó 5 phân này, nó cũng gọi là cao kiểu tiêu chuẩn. Và cái lốp là theo xe này là lốp Bontrager này. Bontrager R3 lốp này rất là đắt. Các bác nào mà đã chơi xe lâu năm các bác biết này. Mới hay không các bác nhìn luôn kể cả từ cái bề mặt lốp này nhá. Ma sát này, những cái đường chỉ ở giữa vẫn còn nguyên này. Nói chung là tuyệt vời, cái vành này nó chạy hay lắm, cối lổ nó cực kỳ phê luôn. Tí em sẽ quay các bác nhìn này. Bản riêng cái bản Emonda 9 này đời cao là đắt này. Đây, khung chính hãng nó, nếu mà bác mua một chiếc xe cả group ở trên xe đang là 295 triệu. Các bác nhìn đẹp không? Thật sự quá là đẹp luôn. Đây ạ. Uh, check này nó có rất nhiều bản, em sẽ giải thích luôn nhé Các bác phân biệt uh, ví dụ N-Monda 5 6 7 8 chẳng hạn, 9, 9 nó phân biệt ở cái ở trên khung này, nó có chữ check, nó có chữ cả tiếng Anh bên cạnh này. Chữ này là chữ red uh, gan zero này tiếng Anh có thể em đọc nó không được chuẩn các bác thông cảm nhé Nhưng mong sao em chỉ muốn truyền tải kỹ lên cho các bác biết Và trên khung này có chữ Emonda luôn này Các bác nhìn sơn nó đẹp không? Sơn nó đẹp không? Cực kỳ đẹp luôn Đó, dây thì toàn bộ âm sườn nó trùng gần như không nhìn một cọng dây nào hết Gọng nước thì gọng nước xịt của Colago nhé Gọng nước xịt đấy các bác ạ Đây ạ, xịt này Mã QR, mã quét trên này luôn Đấy, ốc này Người chủ còn kỹ nỗi thửa từng những con ốc ở gọng nước đều bằng titan hết Rất là đẹp Đây, bản ở dưới này đây SL8 này 800 này OCLV carbon này Đó Đầy đủ luôn này à, Cờ Mỹ luôn Ui cờ Mỹ luôn ở trên khung luôn này Đấy Các bác nhìn nó biết này Này Trên này luôn này UCI này In dập thẳng vào khung luôn nhá UCI này thì em cũng giải thích qua Cái tem này là tem gọi là kiểm định quốc tế Gọi là toàn cầu quốc tế Lôm là như vậy nhiều những các xe gian hoặc check chính hãng nó cũng đều có UCI nhưng mà đây là em giới thiệu cho các bác thôi còn bản copy này UCI có ở trên khung thì nó càng đẹp thôi nhưng mà nó cũng không nói lên điều gì cả em cũng nói rõ như vậy cho các bác biết xe được trang bị đùi đĩa Shimano 105 giờ 7 ngàn cũng là Japan luôn đấy các bác nhìn này FC giờ bảy nghìn Japan đùi đĩa 170 có nghĩa là chiều chiều dài của đùi đĩa này nó rất đẹp luôn bàn đạp của chiếc xe này là bàn đạp Wetgo in Taiwan là Đài Loan nhé chạy bạc đạn này bàn đạp lại chạy bằng đạp bàn đạp lại chạy rất là chắc luôn chắc chân luôn đây các bác nhìn cái màu sơn này, nó đẹp không mà đẹp dã man con này nó có sướt sướt nho nhỏ thôi thì em sẽ quay đây ạ củ sau này củ sau người chủ còn nâng cấp lên cái cả cái má tản nhiệt cũng gpx hàng japan nhé đấy chữ của nó này sờ rất là thích luôn trục sau cũng là trục bốt luôn này trục bốt này. đây sướt kiểu nho nhỏ đấy sướt này thật ra là phủ bóng hoặc là sờ pa đánh gala thì nó cũng hết thôi. nhưng mà không ạ các bác là mua thích thì em sờ pa cho cũng được nhưng có sao thì nói vậy đây ạ vành đây à, tiếng anh thì em đọc thì xin lỗi các bác em không đọc được đây nó gọi gọi là gold đích g o l d i x đó à, đĩa trước và đĩa sau tất cả là center lock hết vành này là cực cực chất nói chung cối lổ tĩa cho các bác nghe xem biết đây lốp sau cũng là Bontrager luôn giờ hai nhé giống y như lốp trước lớp này mới cũ được các bác nhìn biết này đó lốp sau thì nó chịu tải nhiều lốp trước này đó. nhưng mà cái 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 lốp này thì em khẳng định các bác các bác về đi có mà thoải mái còn lâu mới phải thay Tiếp đến xe được trang bị củ đề cũng là GRX luôn của Shimano Japan có củ hãm đây nhá. Có gạt hãm đây này. Lip 10 đây các bác nhìn biết đây này. Đây. Lip 10 em cái này nó là trục bốt nên ra khó quay được vào trong cái khe tầng lip để cho các bác biết. Đây. Mới bóng không? Tầng 1 đến tầng 10 các bác nhìn này. Thật sự lip có thể soi gương được. Mới hay không? Soi gương có thể là rửa sạch chẳng hạn, vệ sinh sạch. Nhưng cái cũ và mới để nhận biết là những cái uh, góc cạnh của cái từ tầng líp cao nhất đến tầng clip nhỏ nhất này này đó cái đấy cho các bác biết nhá có nghĩa là làm sạch thì người thợ là cũng có thể làm được nhưng mà để mà mới hay không thì không một người thợ là có thể làm được là những cái clip này khi mà đã sử dụng nhiều rồi thì các cái mắt clip này nó sẽ nhọn vào ngay nó sẽ nhọn nó không còn những cái góc cạnh của vuông góc này nữa đâu đó em cẩn thận em phải quay như thế cho các bác biết củ hợp lý này rất là đắt nói chung là xe nào được trang bị củ này thì nó tuyệt vời luôn Đây ạ gạt đĩa u tẹt ga nhá Japan này. Đó, đồ trên xe này toàn hàng Japan hết. Đây ạ, đùi đĩa 1.5 giờ 7.000 này. Đấy, Shimano 1 11S này. Đó, đùi đĩa thì nó ghi là 11S nhưng bản GPX này là clip 10 thôi. Nó đều chạy được, nó không quan trọng Đây. Ạ, à đĩa to nhất là 50, đĩa thứ hai là 34 này. Thông số là đầy, đầy đủ luôn. Cọc yên cũng là bằng carbon, nguyên bản theo xe và yên này yên bản của nó là bản EC90 là đế đế xương yên này và dưới gầm yên này là cũng là bằng carbon gầm yên này em chưa kiểm tra đâu gầm yên này thì em cứ kiểm tra nhưng mà đế xương yên này nhá đế này xương yên carbon nó cầm cái yên này lên nhẹ lắm chắc là chỉ nó tầm một hai lạng thôi và em sẽ quay cối lổ cho các bác nghe thật sự tại sao chiếc xe này mới nó 295 triệu gần 300 triệu đây cái vành này tại sao em bảo nó ngon em đứng giữa xe cho các bác biết nha, vành thẳng tắp này, nghe tiếng vành nó không khác gì một tiếng máy bay phản lực, thật sự quá chất lượng, em xin phép bao phanh nhá, video nó có hạn, thật sự cái uh, cối cái vành này nó chất lắm nhất là trục bốt, bác thấy không? nhìn phanh đĩa của nó, phanh đĩa dầu của nó bóp sướng, bóp nhẹ thôi, chỉ cần một ngón tay thôi, đây em quay tổng thành cả xe cho bác, các bác biết này nói các, các bác biết là tại sao em bảo kể cả nó là bản copy thật nhưng mà để kiếm được chiếc thứ hai bản Emonda SL9 này hiện tại không có đâu các bạn ạ à. hiện tại nhá là không thể có được và với cái cấu hình như chiếc trên, trên chiếc xe này thì nó quá là chất lượng luôn thật sự nhưng mà xe này đặc biệt giá rất tuyệt vời nhưng chỉ dành cho các bác có chiều cao tốt còn các bác nào mà thấp thì các bác cũng hết sức là hơi thiệt thòi một chút đó và em xin công bố rõ sai trên video này Thực tế em đã lấy thước ở nhà em đo chiếc xe này Đứng của chiếc xe này Sai đứng ấy Nó rơi vào 54 Ngang nó rơi vào 55 các bác ạ Đó chiếc xe này thì chắc chắn Dưới 1m7 các bác không thể đi được đâu Dưới 1m7 không đi được Tối thiểu dành cho người cao từ 1m70 trở lên Đấy tại vì 1m70 thì các bác cũng đi được đôi giày vào Nó phải cao tầm 2-3 phân đó thì nó cũng lên 1m72, 73 rồi Nói chung xe này từ 1m70 đổ lên Cho đến tận đến 1m85, 90 luôn Các bác đi thoải mái nhé Đó và em xin công bố rõ giá trên video luôn Em bán chiếc này với giá 35 triệu Bao ship toàn quốc Thật sự với các bác 35 triệu nhé Các bác chưa chắc đã mua được cái bộ group GRX Và cặp vành trên chiếc xe này đâu không đủ để không đủ tiền với giá 35 triệu không đủ tiền để mua. Đó là sự thật, các bác có thể đi tìm hiểu được, tại vì các bác là người bỏ tiền ra mua một chiếc chiếc xe này thì các bác trước khi các bác mua, các bác cứ đi tìm hiểu, các anh em bạn bè là người ta hiểu biết hoặc trên mạng. Các bác chỉ cần lên Google các bác gõ ra thôi, tìm là ra ngay, không ai có thể nói sai được đâu các bác ạ. À. Thật sự với cái giá 35 triệu mà các bác sở hữu được một chiếc xe mà cái bản khung uh, check Emonda uh, em Honda 9 gần như là cao cấp nhất như này thì kể cả là bản copy không có bán trên thị trường đó là sự thật luôn cực kỳ chất lượng mà đặc, đặc biệt là nó hơi thiệt thòi một chút là nó chỉ dành cho người cao phải từ 1m70 trở lên thật sự 75 73 75 đi là đẹp nhất nhưng mà nói chung là cứ từ 1m70 trở lên các bác nhé là đi chiếc này thì không còn gì mà phải để suy nghĩ kể cả là về chất lượng cũng như cấu hình hoặc là về giá luôn em khẳng định với các bác vậy. Còn à, em cũng đã cân thực tế chiếc xe này tại nhà em rồi. Nói chung là bộ à, xe mà chạy group mà phanh dầu ấy, phanh đĩa dầu ấy thì bao giờ nó lặng hơn phanh cơ một chút thì con này nó lặng khoảng hơn 8 kg một chút thôi. Đó, hơn 8 kg nhá. Lên nhưng mà nó như thế nó cũng quá là nhẹ rồi. Mà với đồ với chất lượng của chiếc xe này thì nó quá tuyệt vời. Thật sự các bác là mà vừa túi tiền vừa sai nhá. Các bác mua chiếc này thì không còn gì phải suy nghĩ. Vâng em xin phép kết thúc video ở đây em cảm ơn các bác anh các chị đã xem video của em ai quý mến em đăng ký kênh ủng hộ tạo lực cho em để em nhập những con xe thật là đẹp thật là chất lượng để về phục vụ mọi người em xin phép em chào mọi người ạ